là tiêm 1000 bầu lai nhá. Viêm gan ruột mỏ. Các con vào đàn liên hệ nhá. Bầu lai bảo hành 2,2-2,4 thôi. Tiêm viêm gan ruột mỏ miễn phí. Anh gọi em à? Vâng. Thoại à? Vào đàn thì cứ alo số điện thoại ở trên tường nhé. Có nhưng mà thực ra là bảo em có đầy đủ của gan, gà, vịt. Có nghĩa là nuôi cái dòng đấy là về đến tay của anh là nó hen hết. Đó. Vào đàn từ 500 đổ lên em vào viêm gan ruột mỏ miễn phí nhé. Có, nhưng mà về tay bọn anh là nó hen hết. Mà nó ở đây là nó giá cả nó đang ổn định nhé. Lai cho em 12 nhé. Vâng, sâu rồi. Con Dinh Hòa Bình nhé. Con Dinh Hòa Bình nó ở cửa 12 rưỡi. Có, nhà ông anh em đang ấp trứng Dinh Hòa Bình này. Hà Lạc Kỳ là cái con của Mỹ Thuần. Ta không có hiệu thuốc thú y thì tặng kèm cả thuốc uống nhé. Long hành luôn.